Đỗ Hiền xin kính chào quý vị. Hiện nay đang là lúc 15 giờ của ngày mùng 10 tháng 5 năm 2017, và chúng tôi trong cái vừa nãy thì là vào lúc 14 giờ 27 phút mùng 10 tháng 5 thì ở cái tài khoản đuôi 819 của tôi là có nhận được 50 triệu. Thì đây là cái này là có cái tin nhắn là bố Vũ Thu Trang, khách hàng Hormone đặt cọc. Thì như vậy là chúng tôi đã nhận được cái khoản 50 triệu của bác Hormone. Đợt vừa rồi nếu quý vị để ý thấy là tôi cũng đưa nhiều clip mà nói theo yêu cầu bác Hormone, thì chính là bác ở trong đó là đã có chú ý đợt này là có lấy một đôi một bộ hoành phi câu đối mẫu Long Hóa và chữ Quốc ngữ. Đây một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, bên kia là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Ngoài ra thì bác còn lấy một cái tủ áo gỗ hương, hình ảnh đâu chẳng biết, đây cái cuốn thư của bác đây. Bông lấy có cái tủ áo gỗ hương, chắc là đây, chắc là hôm đấy tôi quay clip rồi không có hình, và một cái và một cái bàn thờ, không phải lấy cái này để tôi thôi. À đây cái đề chữ Hương Lào này chính là cái chiếc tủ áo này là của bác đây. Là tôi đã quay phim chụp ảnh hôm mùng 2 tháng 5 năm 2017 là chiếc tủ này. Thưa quý vị, để tôi chuyển dịch. Và mới ngày hôm nay thì tôi mới quay lại chiếc đây. Đây chính là chiếc bàn thờ của bác. Bỏ khi nhìn thấy đây nó có ở góc của chiếc mùng 10 tháng 5 năm 2017 đây. Thì đây chính là cái bàn thờ mà bác trong hóc môn đăng ký. Và thông qua clip này thứ nhất là xác nhận, thứ hai là cảm ơn đồ của Đức Hiền, cũng rất cảm ơn bác ở hóc môn đã tin tưởng và đã đặt rất là nhiều món đồ của Đức Hiền. Cho đến giờ phút này là một chiếc tủ áo gỗ hương Lào, một bộ cuốn thư câu đối, một chiếc bàn thờ chân 22 kèm bàn con và kèm với một cái kệ bên trên, và một bộ cuốn thư câu đối bằng gỗ đỏ chữ Quốc ngữ. Còn bác còn đang lưỡng lự vài thứ nữa. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Xin quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số ở trên màn hình. Số Viber Zalo là 0967666111 hoặc là số mà đăng ký Facebook cũng như là hay thường cầm tay là số 0984666999. Cảm ơn quý vị.